Dạ em chào cô chú anh chị mình cần xa hen, đã quay lại với kênh mua bán bò kem bữa nay luôn nha anh chị. Bữa nay ngày 23 tháng 7 2022 hen, bữa nay thứ bảy cuối tuần luôn. Hôm nay thì em có chạy xuống đây là ngay ấp xóm trại Củ Chi của mình nha anh chị. Hôm nay em xin báo giá và cập nhật một cái đôi bò đực ba bê nha anh chị, một con đen và một con bông hen. Đó đây con đen nha anh chị, đã ba bê đen hen. Đó thì cái con bò này thì em kiểm tra thì sẽ rất nghiêm chỉnh luôn hen chị, sẽ mặt sẽ lưng hen. Để em quay qua con bông cho chị coi nè. Đó con bông này hen, đó sáng mặt nha chị, sáng lưng nó cũng nghiêm chỉnh hết nha chị. Bò này thì có bông giá đẹp ha. Đó chăn cẳng thì bò này nó hoàn thiện hết, móng sò đầy đủ nha chị. Đó bò thì hai con bò này thì nói là bò nhà vườn nha chị, do bò cái của nhà anh nó đẻ ra ha. Đó thì đẻ ra được hai con đực luôn anh chị, một con đen và một con bông ha. Đó thì cái con đen này thì sáng thích thì cũng nghiêm chỉnh rồi, thì chăn cẳng thì trước sau em thấy là cũng hoàn thiện hết móng sò ha. Hai con bò này thì nó hoàn toàn là nghiêm chỉnh nè, nó về chăn móng về xá tích nha anh chị. Đó hai con này thì con đen này lông mứt mượt, da đang thui nha anh chị. Đó cái con đen này thì chiều cao thì em đo ngay xá lưng thì nó cao là 1m1 bò ha. Đó 1m1 bò nhau chỗ anh chị. Đó ha. Đó lông da rất là đẹp nha anh chị, da đen đẹp bò ha, mông đít thì to hết rồi. Đó kệ đuôi lớn nha, chăn cẳng được hoàn thiện hết nha cô chú anh chị. Đó chiều cao 1m1 bò. Đó cái con đen này anh chị thấy nè, tướng mã đến lực bò siêu lực lắm nha anh chị. Đó mông đít bự nè, dài đòn. Đó đẹp anh chị ha, quay kỹ lên cho anh chị coi nè. Đó anh chị ha, cái phần kệ đuôi với cái dàn sông lưng đó anh chị không. Đó cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Đó bò này thì do bò nhà của anh nó đẻ ra anh chị, nên là anh nuôi tới bây giờ luôn á. Thì anh có gọi em xuống đây thì muốn ra đi cái đôi bò này á, thì về cho anh chị mình ở nhà mình đang cần á, thì anh chị mình cứ liên hệ cho em về cái đôi bò này ha. Đó nè cái con bông còn đẹp hơn nữa anh chị. Đó bông này thì em đo ngay số lưng điện cao 1m9 nha anh chị. Thì nói chung là hai con này thì nó đứng gần nhau thì nó xen ngang với nhau nha cô chú anh chị, nó đều bò ha. Con nào cũng siêu lực hết, đẹp bò hết nhau cô chú anh chị. Thì hai con này thì nó tầm khoảng là gần 8 tháng tuổi rồi nha anh chị. Đó gần 8 tháng tuổi nha. Đó thì nhà anh thì nuôi bò cũng rất là nhiều anh chị, chủ yếu là nuôi bò cái nha cô chú anh chị. Nuôi bò cái rồi đẻ ra ha, đẻ ra được mấy con bê đực nha anh chị. Thì hôm nay thì anh có gọi em xuống đây và ghi hình đăng bán cho anh cái đôi bò này với mức giá là 46 triệu nhau chỗ anh chị. 46 triệu cho cái đôi bò đực 3B ha, con đen với con bông. Đó. Em nhắc lại cho anh chị mình ha, là con đen này em đo ngay sáu lưng thiện cao là 1m1 bò. Còn cái con bông thì nó cao là 1m9 bò ha. Đó, hai con bò này thì nói dòng là bò siêu thịt 3B nha cô chú anh chị. Cái cỡ này mình nuôi là nó vừa tầm bộ béo của mình luôn nha cô chú anh chị, nuôi là phát ha. Đó để em quay lại con bông cho chị coi nè. Thì hai con này em quay qua em quạt cho anh chị mình coi kỹ nha anh chị, tại hai con bò này con nào cũng binh lực ha. Đó chăn cẳng thì trụ lớn nha anh chị, móng sò hết nha. Bò này thì hai con này không có con nào bú giò bú cẳng nha anh chị, chăn cẳng anh chị thấy nó đều hoàn thiện hết. Đó mặt mày ha, là em quay chi tiết hình ảnh cho anh chị mình coi cho nó kỹ hơn. Đó rồi anh chị mình cảm thấy mình ưng cái đôi bò này thì anh chị muốn mua thì anh chị mình cứ liên hệ cho em ha. Đó anh chị thấy nó bông nó đi không nè. Đó bò này đi đứng là hoàn thiện hết anh chị, ăn cỏ thì bao ăn cũng đàng hoàng cho anh chị ha. Đó tại bò này thì là bò nhà vườn nha anh chị, do anh chủ nhà nuôi thì tại cũng đông bò anh chị, chủ yếu bò cái nha. Rồi đẻ ra bò bê thì anh muốn bán cái đôi bò này với mức giá là 46 triệu thì anh chị mình cảm thấy mà thích cái đôi bò này thì anh chị mình cứ alo cho em để mình chốt ngay cái cặp bò này liền tay về nhà của mình nha anh chị. Cái đôi bò này nó pin lực lắm nha anh chị. Đó em quay gần lại cho anh chị mình coi kỹ một cái nữa ha. Đó nó pin lực cỡ đó nha anh chị, hoàn thiện hết nha. Đó 46 triệu cho cái đôi bò này. Thì cô chú anh chị mình cần xa mà ở nhà mình đang cần và đang theo dõi được cái đeo này của em và mình muốn chốt nhanh cái cặp bò này, anh chị mình cứ nhấc máy gọi trực tiếp ngay cho em nha. Rồi bây giờ em cũng xin kết thúc cái chương trình của em bữa nay luôn. Thì anh chị mình cảm thấy hay đừng quên nhấn like và đăng ký kênh, bật ngay chuông thông báo của em kế bên luôn để chúng ta là theo dõi cái cặp tiếp theo nữa nha.